Rồi các bạn ơi, hiện tại thì Khải và bố của Khải đã đến một cái quán cà phê rất là đẹp và đáng yêu luôn các bạn ơi. Chà, vừa ngon quá ha. Rồi, mời tất cả các bạn uống nước nha. Wow, Samboy. Samboy. Oh. Samboy. Các bạn, Samboy đã uống xong rồi đấy. Thank you.
Sơ ăn rất là no rồi các bạn. Sơ. Ồ, xem cái bụng của Sơ nào. Ồ, cái bụng này. Rồi các bạn ơi, đến đây thì Khải và Sam cùng với bố của Khải cũng xin tạm dừng video ở tại quán cà phê này. Chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.